Chương 191, tề tâm hiệp lực, hiu hiu hiu, tiếng xé gió vang, bốn bóng người lần lượt đi vào Hắc Phong Sơn trước, chính là Lệ Kinh Thiên cùng ba cái kia thần chiếu cảnh cung phụng. Nhìn lấy cái kia Hắc Phong Sơn bốn phía bốn nói màu sắc khác nhau quang trụ rợn ra gà đứng lên. Thẳng vào trời xanh, bốn màu pha trộn vũ khí, đem trọn cái sơn mạch bao khỏa bên trong, liền bọn họ thần thức đều thấu không đi vào. Bốn người bất giác một trận cảm thán, nghĩ không ra nơi này lại bị người bố trí xuống thâm ảo như vậy trận pháp. Chỉ sợ so với chúng ta các nhà hộ sơn đại trận cũng có hơn chứ không kém. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, một cái tam lưu gia tộc, thế mà lại có bản lãnh như thế. Một vị cung phụng khẽ vuốt chòm râu, tán thưởng lên tiếng, còn lại ba người cũng là liên tục gật đầu. Riêng là Lệ Kinh Thiên, trong mắt càng là tán qua một mảnh kích động chi mang. Đây chính là hắn muốn đầu nhập vào Lạc gia. Quả nhiên khí phái, lại là một tràng tiếng xé gió vang. U Lão Lục, Nghiêm Chỉnh Lam, Hòa Lâm Như Phong ba vị trưởng lão cũng cuối cùng đuổi đi lên. Nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ, Lệ Kinh Thiên trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị tinh mang. Nhất chỉ phía đông Độc Long trận nói, các ngươi ba cái thiên huyền cảnh trưởng lão, đi phá cái kia trận thức. Ba vị cung phụng, theo lão phu đến, vừa mới nói xong, Lệ Kinh Thiên liền dẫn đầu xâm nhập phương Nam Hắc Viêm trong trận. Ba vị cung phụng liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi theo vào, đến mức cái kia ba tên trưởng lão, càng là không có gì để nói nhiều. Cung phụng đều lên, bọn họ có thể không lên sao? Huống hồ lần này chỉ huy, là đế vương môn cung phụng, xảy ra chuyện gì, đó cũng là từ hắn đảm đương, đến mức tiến vào trận thức này bên trong. Bọn họ phải chăng gặp nguy hiểm, ba người lại tất cả đều không để trong lòng. Hừ, liền xem như cấp 5 trận thức, đối phương chỉ có một tên thiên huyền cao thủ, còn có thể cản đến phía dưới chúng ta bốn vị thần chiếu. Ba vị thiên huyền cao thủ sao? Cười lạnh, U Lão Lục cùng còn lại hai tên trưởng lão liếc nhau. Đều là khinh thường bĩu môi, dựa theo Lệ Kinh Thiên an bài, bỗng nhiên xâm nhập Độc Long trận bên trong. Hỏng bét, Hắc Phong Sơn trong đại sảnh. Lạc Vân Thường đột nhiên đứng dậy, trong mắt tràn ngập sợ hãi chi sắc. Mọi người giật mình, chặn lại nói, làm sao? Trầm ngâm một chút, Lạc Vân Thường sắc mặt ngưng trọng dị thường. Có bốn vị cao thủ xâm nhập phương Nam Hắc Viêm trong trận, mà lại bốn người này tương đương lợi hại. Chỉ là bọn hắn tiến vào trận bên trong tích tắc, đại trận liền tựa hồ phải tùy thời sụp đổ giống như. Cái gì? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, mọi người tất cả đều khẽ cắn môi, tâm thẳng tắp chìm xuống dưới đi. Lúc trước Độc Long trận, tại Lạc Vân Thường còn chưa phát giác lúc, liền đã mất đi khống chế quyền, rất có thể cũng là bị người phá giải. Hiện tại Hắc Viêm trong trận lại đến lợi hại như thế bốn cao thủ, chỉ sợ rất nhanh Hắc Phong Sơn liền muốn hoàn toàn bị công hãm. Để lão phu đi gặp bọn họ một chút. Ánh mắt khẽ híp một cái, Lôi Vân Thiên nhịn không được nắm chặt quyền đầu, liền muốn hướng ra phía ngoài chạy đi, cũng là bị Lạc Vân Thường vội vã gọi lại. Lôi bá bá, bốn người kia bất kỳ người nào đều thâm bất khả trắc. Cho dù bọn họ thân thể ở trong trận, ta đều nhìn không ra bọn họ tu vi, có lẽ sớm đã siêu việt thiên huyền cảnh giới. Ngài căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Thật sâu hút khẩu khí, Lôi Vân Thiên chần chờ một chút, tiếp lấy lại sải bước đi ra ngoài. Đảo mắt không cái bóng, chỉ là cái kia tiêu điều thanh âm, lại là rằng giặc truyền đến. Trước kia Lạc gia bởi vì lão phu mà chết, hiện tại liền lấy lão phu cái mạng này bồi lên đi. Các ngươi đi mau, lão phu trước cản bọn họ một hồi. Mí mắt nhịn không được lắc một cái, trong lòng mọi người nhất thời phát lên một cỗ chua xót. Sau đó liền thật sâu cảm động, bọn họ cũng đều biết, Lôi Vân Thiên đối Lạc gia một mực hổ thẹn, hai năm này cũng một mực tại hết sức đền bù. Hiện tại hắn đang muốn hy sinh chính mình toàn bộ, đi cam đoan Lạc gia tỷ đệ sinh tồn. Ha ha ha, Lôi trưởng lão, bằng ngươi một người chỉ sợ cản không bọn họ bao lâu thời gian. Để lão bàng đến bồi ngươi đi đi. Bỗng nhiên bàng thống lĩnh cười lớn một tiếng, theo sát cùng ra ngoài. Bàng thống lĩnh, ngươi, Lạc Vân Thường khẽ giật mình, trong mắt lệ quang chớp động, thân thể bất giác trệ trệ. Bàng thống lĩnh khóe miệng một phát, hào khí vượt mây mà cười to nói, Lôi trưởng lão là hai năm này mới thêm vào Lạc gia, cũng có thể làm đến vì gia tộc hy sinh. Chẳng lẽ lão bàng ta cả đời thụ Lạc gia ân huệ, lúc này lại muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Chỉ bất quá, không có cơ hội gặp lại ta huynh đệ kia một mặt. Ai, than nhẹ một tiếng, bàng thống lĩnh đảo mắt cũng biến mất bóng người. Lôi Vũ Đình cười khổ một tiếng,
vỗ vỗ Lạc Vân Thường bả vai. Lạc Vân Thường sững sờ, quay đầu nhìn về phía nàng, trong lòng tựa hồ phát lên ẩn ẩn bất an. Lôi Tì Tì, ngươi sẽ không phải? Hơi hơi gật gật đầu, Lôi Vũ Đình khẽ cười một tiếng. Nghĩa phụ đợi ta ân trọng như sơn, ta lại làm sao có thể nhìn hắn một thân một mình chịu chết? Chỉ là, ha ha ha, Vân Thường, đối đãi ngươi nhìn thấy tiểu tử kia về sau, giúp ta hung hăng cho hắn hai bàn tay. Hắn đi được quá lâu, liền lão nương trước khi chết đều không có gặp hắn một lần cuối cùng. Thực sự nên đánh, tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ Đình quay người hướng Hắc Viêm trận phương hướng chạy đi. Chỉ là nàng bóng lưng, lại là tràn ngập hiu quạnh, thậm chí là không cam lòng. Có lẽ cũng là bởi vì trong nội tâm nàng người kia, thẳng đến sau cùng cũng không có xuất hiện. Ngơ ngác nhìn tất cả mọi người đều biến mất tại cái kia pha trộn trong sương mù. Lạc Vân Thường hai mắt sớm đã hai mắt đẫm lệ mông lung. Lạc Vân Hải nhìn lấy tỷ hắn nói, tỷ tỷ, bọn họ đều là cho chúng ta đi chết sao? Hung hăng gật gật đầu, Lạc Vân Thường lại khó ức chế trong mắt nước mắt. Hai đạo rõ ràng hoàng tại nàng trên hai gò má lưu lại rõ ràng dấu vết. Lạc Vân Thường đem Lạc Vân Hải ôm vào trong ngực, lẩm bẩm nói, Vân Hải, ngươi nhớ kỹ, chúng ta tuy nhiên không có phụ thân, nhưng chúng ta còn có người nhà. Bọn họ đều là người nhà của chúng ta. Ngươi chạy đi về sau, liền đi tìm Trác đại ca. Chỉ cần tìm được hắn, ngươi thì nhất định sẽ không có việc gì. Cái kia tỷ, ngươi đây, Lạc Vân Hải nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lộ ra một cái thê mỹ nụ cười. Lạc Vân Thường thản nhiên nói, Vân Hải, còn nhớ đến chúng ta Lạc gia tổ huấn sao? Đương nhiên nhớ đến, trung can nghĩa đảm. Đúng vậy à, chúng ta người Lạc gia tuyệt không thể để bọn hắn cho chúng ta hy sinh vô ích. Chỉ ít có ta tại, ta còn có thể vận dụng trận pháp trợ giúp bọn họ. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, Lạc Vân Thường nhẹ nhàng hất ra Lạc Vân Hải, nghĩa vô phản cố lao ra. Tỷ, Lạc Vân Hải gào thét kêu to, nhưng là Lạc Vân Thường lại không có trả lời. Chờ một lúc, mới truyền đến nàng hô to âm thanh, đi tìm Trác Phàm. Hắc Viêm trong trận, Lệ Kinh Thiên bốn người vừa mới vào trận, liền cảm giác bốn phía hỏa khí lượn lờ, từng đạo hắc viêm như là như giòi trong xương một dạng, hướng bọn họ nơi này chạy tới. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là thần chiếu cường giả, nhẹ nhàng một phất ống tay áo, liền đem tất cả hắc viêm đều đánh tan. Nhìn chung quanh bốn phía liệt diễm, mọi người chậc chậc ngợi khen, trận này thật là khó được cấp 5 trận thức, uy lực chỉ sợ không thể khinh thường. Bất quá đáng tiếc, khống trận người đoán chừng thực lực quá yếu, liền trận này 1% uy lực đều không phát huy ra. Nếu không lời nói, coi như ta bốn người liên thủ phá trận, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Một vị cung phụng thở dài lên tiếng, còn lại người VV khẽ gật đầu, trong lòng càng là may mắn. May mắn bọn họ không có cao thủ a, không phải vậy lời nói, cái này bốn cái cấp 5 đại trận, mỗi một cái từ một vị thần chiếu cảnh khống trận lời nói, cái này Hắc Phong Sơn không được như thùng sắt. Đừng nói là bốn người bọn họ, liền xem như đế vương môn cao thủ toàn bộ đến tấn công, cũng rất khó gặm động khối này xương cứng. Ông, đột nhiên, một trận không gian ba động vang lên, mọi người hướng chỗ đó nhìn lại, lại chỉ thấy Lôi Vân Thiên bóng người xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Người đến người nào? Một vị cung phụng quát to, giận hừ một tiếng, Lôi Vân Thiên hô to lên tiếng, tại hạ Lạc gia đại trưởng lão, Lôi Vân Thiên, há... Ngươi là đại trưởng lão? Lông mày nhíu lại, mọi người liếc nhìn nhau, lại đều là hống cười ra tiếng. Phàm là gia tộc đại trưởng lão, đều là gia tộc mạnh nhất trưởng lão. Thế nhưng là cái này Lôi Vân Thiên, bọn họ thấy một lần liền biết, cái này không phải liền là cái vừa mới đột phá không lâu thiên huyền cảnh nhất trọng tu giả a, đây cũng là đại trưởng lão. Hừ hừ, Lạc gia quả nhiên là tam lưu thế gia, hoặc là nhiều lắm thì nhị lưu gia mặt, trong nhà không có người. Nếu không phải có cái này bốn cái đại trận thủ hộ, chỉ là một cái Lạc gia, cần gì phải bọn họ thần chiếu cung phụng xuất thủ. Lệ Kinh Thiên thì là nháy mắt mấy cái, trong lòng nổi lên nói thầm. Trong lòng hắn, Lạc gia hẳn là một cái ẩn thế mọi người, so với bảy thế gia cũng không thua bao nhiêu. Có Trác Phàm biến thái như vậy quản gia tại, trưởng lão này sao lại thế? Đột nhiên, hắn dường như ý thức được cái gì, trong lòng cười thầm. Trác Phàm một cái đoán cốt ngũ trọng tu giả, lại là liền giết 6 tên thiên huyền ngũ trọng trở lên cường giả. Toàn thân trở ra, trưởng lão này mặc dù chỉ là thiên huyền nhất trọng, nhưng cũng có thể giết đến thần chiếu cường giả đâu. Đại quản gia đều là cái đồ biến thái,
trưởng lão này không thể nào quá yếu a. Sau đó hắn cười hắc hắc, đập một cái Cung Phụng bả vai. Nhất chỉ Lôi Vân Thiên nói, ngươi lên, đừng để lão gia hỏa này lại lải nhải. Hắc hắc hắc, Lệ lão, ngài phân phó, ta làm theo. Người kia liền ôm quyền, không thèm để ý chút nào hướng Lôi Vân Thiên vọt tới. Nhất trưởng đánh xuống, Lệ Kinh Thiên cười lạnh thành tiếng. Người nhà cái này ngu ngốc, chớ bị người Lạc gia tu vi cho lừa gạt. Một hồi người nào chết còn không nhất định đây. Trong lòng hắn, Trác Phàm là cái đồ biến thái. Hắn liền đem người Lạc gia đều làm thành biến thái. Thế mà, sự thật lại đúng lúc ngược lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lôi Vân Thiên song trưởng đều xuất hiện. Cũng là bị người kia nhẹ nhàng vung lên liền đánh té xuống đất. Trong miệng máu tê ói không ngừng. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Lệ Kinh Thiên cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chuẩn bị lập tức liền muốn triển lộ nụ cười cũng trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Nguyên lai người nhà không phải biến thái a, cái kia còn làm cái gì đại trưởng lão. Gần đến trước, Trác Phàm Thiên dặn dò, vạn dặn dò, để hắn bảo vệ tốt người Lạc gia an toàn. Thế nhưng là vừa nghe nói lão đầu kia là đại trưởng lão, hắn cái này võ si mau bệnh thì lại phạm, cũng muốn nhìn một chút cái kia đại trưởng lão thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng là nguyên lai, con hàng này thế mà thật cùng hắn tu vi một dạng, chỉ là cái phổ thông thiên huyền cảnh, mà không phải giống Trác Phàm mạnh như vậy không hợp thói thường. Trong lúc nhất thời, Lệ Kinh Thiên một đầu hắc tuyến, cái này hắn làm như thế nào cùng Trác Phàm bàn giao? Chẳng lẽ nói hắn hứa hẹn giống như đánh giám a, khắc khắc khắc. Vừa mới lão phu liền nửa thành công lực đều không phát ra. Người lão nhi này liền trọng thương thành bộ này đức hạnh. Cũng quá yếu đuối đi. Nếu không phải tại trận thức này bên trong, lão phu thần thức bị hạn chế, lão phu căn bản không tiếp theo ngươi động thủ, miễn cho tặng lão phu tay. Cái kia xuất thủ Cung Phụng, nhẹ nhàng chà chà bàn tay, một mặt trang bức tướng, nguyên bản hắn có thể nhất trưởng đánh chết Lôi Vân Thiên. Nhưng rất rõ ràng, hắn là tại mèo vờn chuột, như thế làm nhục, để Lôi Vân Thiên tức giận đến lại nôn một ngụm máu tươi. Hiu, đột nhiên, tiếng xé gió vang, một đạo hắc ảnh lóe qua, gọi được Lôi Vân Thiên trước người. Lôi Vân Thiên xem xét, nhịn không được kêu lên. Bàng thống lĩnh nhếch miệng cười một tiếng. Bàng thống lĩnh quát to, nghênh kích ngoại địch, bảo vệ gia viên là ta cái này hộ vệ thống lĩnh chức trách, làm sao có thể để Lôi trưởng lão một người gánh chịu. Còn có ta. Lúc này Lôi Vũ Đình cũng xuất hiện tại hắn bên người. Lôi Vân Thiên trong lòng một hồi cảm động, cái kia Cung Phụng lại là khinh thường bĩu môi. Hừ, còn chưa tới thiên huyền cảnh, lại tới hai cái chịu chết. Hừ, cho dù chết, chúng ta cũng để cho ngươi bới ra lớp ra. Đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên. Bốn phía hắc viêm đột nhiên tuôn ra động, hóa thành tám đầu màu đen hỏa long. Bỗng nhiên hướng cái kia Cung Phụng phóng đi. Cái kia Cung Phụng còn chưa kịp phản ứng, liền đã oanh một tiếng, bị liệt diễm thôn phệ. Mà tại bên người mọi người, Lạc Vân Thường bóng người chậm rãi xuất hiện. Chương 192. Cái bẫy. Đại tiểu thư, ngài làm sao tới? Mọi người giật mình, nhìn lấy Lạc Vân Thường ngay tại kết ấn hai tay, không khỏi đại kêu ra tiếng. Lạc Vân Thường khẽ mỉm cười nói, chúng ta đều là người một nhà, sinh làm cùng sinh, tử làm cùng chết. Chúng người thân thể đều là bỗng nhiên run run, trong lòng một dòng nước ấm trào lên. Có thể vì dạng này có tình có nghĩa gia tộc bỏ mình, cũng coi như chết đúng chỗ. Thế nhưng là, Vân Hải đâu? Lôi Vân Thiên dáng chống đỡ lấy thân thể ngồi xuống, đã là mặt mũi tràn đầy trắng bệch, thăm thẳm hỏi, trên mặt lóe qua một tia thống khổ. Nhưng là rất nhanh, Lạc Vân Thường chính là bật cười lớn nói, không sao, hắn đã lớn lên, mắt thấy sắp đột phá tụ khí cảnh, ta để hắn đi tìm Trác Phàm, nhất định không có việc gì. Lạc Vân Thường tuy nhiên miệng phía trên nói như thế, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra, trong nội tâm nàng lo lắng, bất đắc dĩ thở dài. Mọi người cũng là đầy mặt vẻ buồn rầu. Lạc Vân Hải hiện tại vẫn chỉ là đứa bé, hắn một thân một mình hành tẩu giang hồ, có thể tìm tới Trác Phàm còn tốt, nếu là tìm không thấy lời nói, thật không biết gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Ha ha ha, các ngươi nói là cái kia thằng nhãi con đi. Đột nhiên, cái kia màu đen liệt diễm bên trong truyền ra một trận phách lối tiếng cười điên cuồng. Ngay sau đó liền oanh một tiếng liệt diễm tản ra. Vừa mới tên kia thần chiếu Cung Phụng từ bên trong yên ổn đi ra, cho nên ngay cả một chéo áo đều không đốt tới. Hừ, các ngươi quản gia Trác Phàm, dám giết chúng ta bảy nhà trưởng lão, đã sớm bị phản tử hình. Mặc kệ hắn chạy đến đâu bên trong, đều sẽ bị chúng ta đuổi tận giết tuyệt.
đến cho các ngươi lạc gia. Vậy mà gia này ác đồ, một dạng tội không thể tha, một cái cũng đừng nghĩ chạy, coi như cái kêu oắt con, lão phu cũng bình tĩnh sẽ đích thân bắt đến, nghiền xương thành cho. Cái gì, các ngươi liền đứa bé đều không buông tha? Trong mắt không khỏi ngưng tụ, Lạc Vân Thường nghiến răng nghiến lợi nói. Cái kia cung phụng nhếch miệng cười một tiếng, tà dị nói, đừng nói là đứa bé, coi như hắn là vừa ra đời trẻ sơ sinh, lão phu thân thủ bóp chết hắn, cũng bình tĩnh không lại nương tay, song quyền không khỏi chăm chú. Lạc Vân Thường đầy mặt sắc mặt giận dữ. Thế mà, đúng lúc này, từng tiếng truyền giọng trẻ con lại là đột nhiên vang lên. Không nhọc các ngươi đi tìm, tiểu gia ta đến, không khỏi sợ hãi cả kinh. Mọi người hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua, lại là bỗng nhiên trong mắt ngưng tụ, kêu lên sợ hãi. Vân Hải, ngươi làm sao cũng tiến vào, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cái ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ nụ cười. Lạc Vân Hải không hề sợ hãi mà nói, tỷ, ngươi nói chúng ta Lạc gia tổ huấn là trung can nghĩa đảm, ta lại có thể bỏ xuống các ngươi, một mình sống tạm bợ. Sâu trong đáy lòng nhịn không được chuyển động, mọi người nhìn về phía Lạc Vân Hải, lại là không khỏi sinh ra một cỗ không hiểu cảm động. Cho dù là Lệ Kinh Thiên, cũng ngăn không được động dung, thở dài, Lạc gia phi phàm, có lẽ cũng không tại nó có bao nhiêu cường giả, chỉ là toàn cả gia tộc trên dưới, lộ ra một cỗ tình cùng nghĩa, nguyên lai lão phu một mực lý giải sai, chẳng lẽ nói chắc quản gia nói tới thiên hạ đệ nhất gia tộc, là ý tứ này sao? Lệ Kinh Thiên đáy lòng một trận thổn thức, đáng tiếc, cho dù là hiện tại, hắn vẫn như cũ lý giải sai Trác Phàm ý tứ, giống Trác Phàm như thế ma hoàng, căn bản không có khả năng đem tình nghĩa nhìn đến nặng như vậy. Hắn lúc trước nói câu nói này ý tứ, thực thì một chút, lão tử tại địa phương, cũng là mạnh nhất, bất quá cái này đã không trọng yếu. Giờ này khắc này, Lệ Kinh Thiên không là Trác Phàm mạnh kéo hắn nhập bọn. Chỉ vì Lạc gia cảm động, hắn cảm thấy lúc này Lạc gia, muốn so bày thế gia, mạnh rất rất nhiều. Ha ha ha, đã người Lạc gia đã đến đủ, vậy lão phu thì một hơi giải quyết các ngươi đi. Một tiếng tà dị cười to phát ra, cái kia cung phụng trong mắt sát mang thoáng hiện, còn lại hai tên cung phụng, cũng là lộ ra âm hiểm tiếng cười gian. Lạc Vân Thường trong mắt ngưng tụ, trong lòng chiến ý đột khởi, muốn động đệ đệ ta, trước qua ta cửa này. Vừa dứt lời, Lạc Vân Thường ấn quyết trong tay lại biến, chỉ một thoáng, bốn phía hắc viêm như là từng đoàn vòi rồng giống như đem cái kia cung phụng đang bao vây. Mắt thấy là phải lần nữa đem hắn quấn tại hắc viêm bên trong. Hắc viêm phong bạo, nhưng là vào thời khắc này, đối mặt bốn phương tám hướng mãnh liệt chạy tới hắc viêm. Cái kia cung phụng lại là không nhúc nhích, trên mặt giếng cổ không gợn sóng. Sau một khắc, nhưng gặp tròng mắt ngưng tụ, ông một tiếng vang nhỏ. Một cỗ không gì địch nổi lực lượng nguyên thần liền bỗng nhiên hướng bốn phía phát tán ra ngoài. Cái kia cổ hắc viêm, nhất thời liền phá nát thành điểm điểm hòa tinh, tiêu tán không thấy, Lạc Vân Thường một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Mọi người quính lên, vội vàng hộ vệ ở bên, cười lạnh, cái kia cung phụng khinh thường bĩu môi. Người cái này cấp 5 trận pháp xác thực lợi hại, bất quá đáng tiếc, tiểu nha đầu ngươi tu vi quá nhỏ bé, mà ngay cả đoán cốt cảnh cũng chưa tới. Căn bản không xứng khống trận, bất quá bây giờ, thì coi như các ngươi hối hận cũng không kịp, lão phu cái này đưa các ngươi lên đường. Vừa dứt lời, cái kia cung phụng chính muốn xuất thủ, bàng thống lĩnh bọn người thì là đầy mặt ngưng trọng, cả người toát mồ hôi lạnh cản ở phía trước hộ vệ. Tuy nhiên bọn họ cũng biết, đây chỉ là tốn công vô ích, nhưng vẫn như cũ muốn tại trước khi chết tận chính mình sau cùng một phần chức trách. Phốc phốc, đột nhiên, hai đạo trầm đục phát ra. Cái kia cung phụng vọt tới trước thân thể ngăn không được trì trệ. Tiếp lấy bất khả tư nghị xoay đầu lại. Lạc Vân Thường bọn họ, cũng là trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Mặt trong nháy mắt xuất hiện mê võng chi sắc. Thu vào bọn họ tầm mắt, là hai cái huyết hồng quyền đầu. Theo hai người ở ngực xuyên qua. Mặt khác cái kia hai tên cung phụng, lúc trước còn là một bộ xem náo nhiệt tâm tính. Nhưng là còn không đợi bọn hắn nhìn đến Lạc gia mọi người chết thảm. Cũng đã cảm thấy mình ở ngực mát lạnh. Sinh mệnh lực tại cấp tốc hạ xuống lấy, cứng ngắc thân thể quay đầu đi. Hai người mê hoặc trong ánh mắt chiếu rọi ra lại là Lệ Kinh Thiên lạnh lùng gương mặt. Lệ lão, vì cái hai cái chết người không cần thiết biết nhiều như vậy. Lạnh hừ một tiếng, Lệ Kinh Thiên hai tay chấn động, hai vị thần chiếu cao thủ nhất thời tứ phân ngũ liệt, thân thể đều hóa thành mảnh vỡ, rơi vào chung quanh hắc viêm bên trong, tiêu tán không thấy.
nhịn không được hít sâu một hơi. Tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, riêng là còn sót lại sau cùng tên kia cung phụng, trên mặt càng là phủ đầy mê hoặc. Cái này đế vương môn cung phụng, Lệ Kinh Thiên, vì sao muốn giết bọn hắn đâu? Hắn nhớ đến, bọn họ ba nhà không có đắc tội qua đế vương môn a, thế nhưng là sự thật thì bày ở trước mắt. Lệ Kinh Thiên không những đối với bọn họ động sát ý, hơn nữa còn là mưu đồ đã lâu. Bằng không hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng một hơi giết chết hai tên ngang nhau tu vi cao thủ. Cái này hiển nhiên cũng là đánh lén gây nên. Lệ lão, ngươi đây là ý gì? Tên kia cung phụng không rảnh xen vào nữa những cái kia người Lạc gia. Chỉ là một mặt cẩn thận mà nhìn xem Lệ Kinh Thiên phương hướng. Vừa mới phách lối khí thế, cũng tất cả đều không có bóng dáng. Chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ, ngẩng đầu khẽ liếc hắn liếc một chút. Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười lạnh, ngu ngốc, vẫn không rõ à, các ngươi mắc lừa. Đây chính là cái bẫy. Cái gì, cái bẫy? Tên kia cung phụng trong mắt kinh nghi bất định, nhưng là hắn đã không kịp nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại hiển nhiên Lệ Kinh Thiên đã đối với hắn động sát ý, nếu là hắn nếu không chạy lời nói, 100% thì phải chết ở chỗ này. Hắn một cái thần chiếu tam trọng tu giả, tại những cái kia người Lạc gia trước mặt diệu võ dương oai tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là ở đâu là Lệ Kinh Thiên cái này thần chiếu 6 tầng luyện thể tu giả đối thủ. Chỉ sợ hai người giao thủ một cái, không ra 5 chiêu, hắn liền bị lão già kia triệt để bóp nát. Bất quá tốt xấu, tu vi chênh lệch không đại tình huống dưới, hắn muốn chạy, Lệ Kinh Thiên cũng ngăn không được hắn. Nghĩ tới đây, hắn cái gì cũng không đoái hoài tới, vắt chân lên cổ hướng ngoài trận chạy tới. Thế nhưng là Lệ Kinh Thiên cũng không vội, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt, ấn quyết trong tay một kết. Đột nhiên ở giữa, Lạc Vân Thường một tiếng kinh hô, cảm thấy mình cùng cái này Hắc Viêm trận liên hệ lại triệt để cắt ra. Mà cái này Hắc Viêm trận cũng ầm vang một tiếng, uyển như núi lửa bạo phát giống như, tứ phía trong nháy mắt hóa thành từng đạo tường lửa, đem tất cả mọi người vây ở bên trong. Cái kia cung phụng còn chưa chạy đi, cái kia nóng rực Hắc Viêm liền nhất thời đem hắn bức quay trở về. Chờ hắn định thần nhìn lại lúc, lại là nhất thời dọa đến tam hồn không thấy hai hồn, thất phách không thấy lục phách. Cái này Hắc Viêm trận, đúng là tại cái này trong nháy mắt, uy lực tăng lên hơn 100 lần. Nếu như lúc trước cái này Hắc Viêm trận Hắc Viêm chỉ tính là cái ngọn lửa nhỏ lời nói, vậy bây giờ cũng là một mảnh dung nham biển lửa. Liền xem như hắn thần chiếu cường giả, cũng vẫn không có mảy may nơi đặt chân. Tựa hồ chỉ muốn dính một chút Hắc Viêm, liền có thể đem toàn thân hắn đốt sạch đồng dạng. Trận pháp này cùng lúc trước so sánh, quả thực cũng là cách nhau một trời một vực. Thậm chí cũng không dám để người tin tưởng là cùng một cái trận pháp. Một mặt mồ hôi lạnh nghiêng đầu đi, nhìn đến Lệ Kinh Thiên trong tay kết động ấn quyết, cái kia cung phụng run rẩy thân thể nói, Lệ lão, ngài làm sao lại trận pháp này trận quyết? Đồng dạng nghi hoặc, Lạc Vân Thường bọn họ cũng là trong lòng không hiểu, cười âm hiểm hai tiếng. Lệ Kinh Thiên nhìn về phía cái kia cung phụng, trong mắt sát ý đột nhiên hiện, ngu ngốc, lão phu vừa mới không phải đã nói à, ngươi mắc lừa. Thực lão phu đem các ngươi đưa vào đến, chính là vì dùng trận pháp vây khốn các ngươi. Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Hắc hắc hắc, ngươi vừa mới không phải còn ngại trận pháp này uy lực không đủ à, hiện tại lão phu khống chế. Trận pháp này uy lực đủ sao? Hừ, đàng hoàng nói cho ngươi, lão phu cũng là người Lạc gia, từ Lạc gia đại quản gia Trác Phàm tự mình mời gia nhập liên minh Lạc gia trưởng lão. Cái gì? Lời vừa nói ra, chúng người thất kinh, cái kia cung phụng càng là sớm đã dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng xám, kém chút ngất đi. Lạc Vân Thường bọn người thì tất nhiên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, quả thực không thể tin được đây là thật. Tuy nhiên Trác Phàm 2 năm trước lúc gần đi, nói là muốn cho bọn hắn Lạc gia chiêu mộ cường giả, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới triệu hồi đến cái mạnh mẽ như vậy cường giả, thần chiếu cao thủ. Ai ra, bọn họ Lạc gia trong nháy mắt theo một cái nhị tam lưu gia tộc bay chảy thẳng lên sánh vai 7 thế gia, đây cũng quá khiến người ta thật không thể tin. Một phương diện khác, U lão lục ba cái trưởng lão tiến vào phía đông độc long trận bên trong, nhất thời khí độc quanh quần. Nghiêm Chỉnh Lam vội vàng đưa lên một viên thuốc, đây là tị độc đan, chúng ta mỗi người nuốt một viên làm bảo vệ không có việc gì. Hai người gật đầu một cái, vội vã ăn vào. Tiếp lấy ba người liền hướng bốn phía xem. Lúc này hai đạo mơ hồ bóng người thu vào bọn họ tầm mắt. Ba người thả mắt nhìn đi lúc, bên trong một người đại khái hơn 40 tuổi, tóc đen râu đen, bọn họ không thế nào quen thuộc.
chỉ có đến từ Dược Vương Điện Nghiêm Chỉnh Lam. Nhíu mày, cảm giác giống như đã từng quen biết, mà một người khác, là cái đoán cốt cảnh tu vi thanh niên. Mọi người nhìn thấy hắn, không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng xuất ra U Minh truy sát lệnh tới một đôi. Quả nhiên không sai, cũng là tiểu tử kia, Ma Vương Trác Phàm, mà Trác Phàm tựa hồ cũng phát hiện ba người, không khỏi nhẹ vỗ vỗ tay, cười to lên, ha ha ha, các vị rốt cục đến, tại hạ chờ đợi ở đây đã lâu, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, ba người liếc nhìn nhau, cũng bất giác có chút khổ bức, phải biết, Trác Phàm thế nhưng là đại náo Hoa Vũ Thành, liền giết ba đại cao thủ, phế một vị luyện thể cao thủ thoát đi quái vật, ba người bọn họ liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Huống chi còn tại người ta trong trận đầu. Nãi nãi, tiểu tử này hẳn là cung phụng bọn họ đi đối phó nhân vật A, làm sao lại để cho chúng ta đụng phải. Sớm biết thì không đến sông cái này trận. Trong lòng ba người ai thán, sắp khóc đi ra, bọn họ chỉ hy vọng cái kia bốn vị thần chiếu cao thủ nhanh điểm phá trận về sau, đến trợ giúp bọn họ. Thế nhưng là bọn họ chỗ nào lại biết, cái kia bốn cao thủ, một cái là Trác Phàm đã sớm xúi dục người, hai cái đã triệt để treo, thì thừa một cái vùng vẫy dẫy chết, chính mình còn nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo đây, đâu còn có thời gian rỗi để ý đến bọn họ. Chương 193, Độc Vương lại hiện ra, tựa hồ nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, Trác Phàm không khỏi mỉm cười cười một tiếng, các ngươi cứ yên tâm đi, bằng các ngươi điểm này cân lượng, lão tử còn khinh thường tại xuất thủ, một hồi chánh thức muốn cùng các ngươi giao thủ, là chúng ta vị này đan phòng trưởng lão, nói. Trác Phàm vỗ vỗ bên người Nghiêm Tùng, cười nói, Nghiêm lão, giao cho ngươi, ha ha ha, Trác quản gia yên tâm, ba tên này đều không phải là cái gì nhân vật thành danh, lão phu một người đủ để đối phó. Nghiêm Tùng cười lớn một tiếng, lần nữa thể hiện ra độc thủ Dược Vương phách lối khí diễm. Trác Phàm khẽ gật đầu, cười cười, quay người biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là, U lão lục cái kia ba người sắc mặt, lại là so lúc trước càng âm trầm đến rất nhiều. Cái gọi là sĩ có thể giết, không thể nhục, bọn họ xác thực thừa nhận, cho dù ba người liên thủ, cũng chưa hẳn là Trác Phàm đối thủ. Thế nhưng là coi như thế, cái này Trác Phàm như thế khinh thị, y nguyên để trong lòng bọn họ tức giận. Lại nói, Trác Phàm lưu lại trung niên đại thúc này là ai, thế mà cũng lớn lối như thế, còn ngại ba người bọn họ không thành danh. Chúng ta cũng không biết ngươi nha là cái gì đây, nghe đều chưa từng nghe qua, gặp cũng chưa từng thấy qua, thì dám ở trước mặt chúng ta trang bức, ngươi cho rằng ngươi là Trác Phàm sao? Hung hăng khẽ cắn môi, ba người liếc nhìn nhau, hung tợn nhìn về phía Nghiêm Tùng. Nghiêm Tùng không hề sợ hãi, trên mặt lộ ra một bộ thiếu ăn đòn biểu lộ. Lão đầu, xưng tên ra, ta U lão lục không giết vô danh chi bối. U lão lục âm trầm một khuôn mặt, lạnh lùng nói, còn lại hai người cũng đồng dạng một mặt sát khí nhìn về phía chỗ đó, nhếch miệng cười một tiếng. Nghiêm Tùng trong mắt lóe lên một đạo tà dị ánh sáng, một mặt khoa trương nói, hừ, lão phu sợ báo ra tên đến hoảng sợ phá các ngươi gan, ồ, vậy chúng ta nhưng là phải xem thử xem, Lạc gia như thế cái tam lưu trong gia tộc, trừ Trác Phàm như thế cái quái thai bên ngoài, còn có thể ra cái gì tôm tép nhãi nhép đi ra, ha ha ha. Ba người liếc nhau, cùng nhau cười to lên, bên trong ý trào phúng, không che giấu chút nào, ánh mắt khẽ híp một cái, Nghiêm Tùng khóe miệng xẹt qua một đạo lãnh ngạo đường cong. Như vậy các ngươi thì cho lão phu móc sạch sẽ lỗ tai nghe kỹ. Lão phu tên là Nghiêm Tùng, cái gì? Tiếng cười im bặt mà dừng, ba người cùng nhau trong mắt co rụt lại, bất khả tư nghị chừng lớn lấy trong mắt nhìn về phía chỗ đó. Càng là đến từ Dược Vương Điện Nghiêm Chỉnh Lam, càng là trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Bọn họ cũng đều biết, Nghiêm Tùng tại Hoa Vũ Thành thế nhưng là bị Trác Phàm giết a, tại sao lại hồi êm đẹp xuất hiện ở đây, hơn nữa còn trở thành Lạc gia đan phòng trưởng lão. Sau đó U lão lục cùng Lâm Như Phong đang run lên sau một lúc lâu, liền cùng nhau chuyển hướng Nghiêm Chỉnh Lam chỗ đó, bởi vì hắn cùng Nghiêm Tùng đồng xuất Dược Vương Điện, là quen thuộc nhất Nghiêm Tùng người. Nếu như đối phương thật sự là cái kia độc thủ Dược Vương, hắn chắc là liếc một chút có thể phân biệt ra tới. Cẩn thận dò xét rất lâu, Nghiêm Chỉnh Lam mới hít sâu một hơi, kêu lên sợ hãi, độc thủ Dược Vương, Nghiêm Tùng trưởng lão, vậy mà thật là ngươi, lần này được đến Dược Vương Điện trưởng lão chứng thực. U lão lục trong lòng hai người bất giác lại chấn một chút, sắc mặt ào ào lại ngưng trọng xuống tới,
Khó trách lão nhân này dám công nhiên chế giễu bọn họ ba người này là không nhân vật thành danh. Cùng độc thủ Dược Vương so ra, bọn họ thật là không thế nào thành danh à, vì cái gì? Ngươi vì sao muốn mưu phản Dược Vương Điện? Nghiêm Tùng, Nghiêm Chỉnh Lam khóe miệng ria mép run run, hét lớn lên tiếng, Nghiêm Tùng lại là mỉa mai cười một tiếng, lẩm bẩm nói, trước kia độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng, đã tại Hoa Vũ Thành bị Trác Phàm giết, xem như bởi vì công chết, chết đúng chỗ. Hiện tại Nghiêm Tùng là một cái trọng sinh Nghiêm Tùng, làm sao đến mưu phản câu chuyện? Còn nữa, lão phu không tại, độc thủ Dược Vương danh hào, các ngươi chẳng phải có cơ hội à, hừ, đừng tưởng rằng lão phu không biết, lão phu tin chết truyền về Dược Vương Điện về sau, các ngươi đoán chừng đã bắt đầu gõ cái chiêng đốt pháo đi. Không khỏi lúng túng một chút, Nghiêm Chỉnh Lam giữ im lặng, không phản bác được, thấy tình cảnh này, mọi người liền đã biết, Nghiêm Tùng đoán 89 phần 10 làm thật. Xem ra hắn tại Dược Vương Điện quan hệ nhân mạch còn thật không được tốt lắm. Khó trách hắn hội mưu phản. Sờ mũi một cái, U Lão Lục ba người liếc nhìn nhau, trong mắt cùng nhau lóe qua một đạo tàn khốc. Hiện tại như là đã hoàn toàn vạch mặt, bọn họ liền không còn có lý do để Nghiêm Tùng cải tà quy chính. Giờ này khắc này, bọn họ chỉ có triệt để đánh bại Nghiêm Tùng mới có thể phá giải trận này. Bất quá, Nghiêm Tùng độc thủ Dược Vương hung danh vẫn như cũ để bọn hắn trong lòng kiêng kỵ. Nghiêm Tùng lão nhi, cả đời ỷ vào độc công lợi hại, lão phu cùng hắn đồng xuất một môn, đi đầu tiến lên cuốn lấy hắn. Hai người các ngươi tả hữu giáp công, tất lấy xét đánh chi thế đem đánh giết. Nếu để cho hắn trốn thất thải vân la trường trong làn khói độc, cái kia sẽ rất khó làm gì được hắn. Nghiêm Chỉnh Lam cho U Lão Lục hai người đánh cái ánh mắt, nhỏ giọng truyền âm, hai người khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Sau một khắc, nhưng gặp Nghiêm Chỉnh Lam mạnh mẽ dậm chân, tựa như một chi cách huyền chi mũi tên giống như, đột nhiên hướng Nghiêm Tùng bắn tới, nhất trưởng đánh ra, chỉ một thoáng, tử sắc xương độc như cùng một cái mãng xà giống như, phun lưỡi rắn, hướng Nghiêm Tùng cắn xé mà đi. Linh giai cao cấp vũ kỹ, độc la cát vân trường, khóe miệng vạch ra cái lạnh lẽo đường cong, Nghiêm Tùng khinh thường bĩu môi, hừ, Nghiêm Chỉnh Lam, người cái liền thất thải vân la trường cũng không xứng tu luyện phế vật, cũng dám ở trước mặt lão phu dùng độc, thật là muốn chết. Vừa dứt lời, Nghiêm Tùng đột nhiên nhất trường, bảy màu vân vụ trong nháy mắt hóa thành bảy đầu cự long, cuốn lên một cỗ bảy màu phong bạo, bỗng nhiên đem đầu kia tử sắc độc mãng xoắn thành phấn vụn, không có không trì trệ hướng Nghiêm Chỉnh Lam phóng đi. Hừ, đây mới là Dược Vương Điện chấn điện vũ kỹ, huyền giai vũ kỹ, thất thải vân la trường. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Nghiêm Chỉnh Lam cái trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Nhưng lại cũng không nóng này, bởi vì hắn biết, hắn vốn chính là muốn làm ra hy sinh. Đột nhiên, tiếng xé gió vang, U Lão Lục cùng Lâm Như Phong bóng người, trong nháy mắt xuất hiện tại Nghiêm Tùng hai bên trái phải. Nghiêm Chỉnh Lam mi đầu lắc một cái, nhếch miệng cười to, ha ha ha, Nghiêm Tùng, ngươi trúng kế, không có trước đó trốn thất thải vân la trường trong làn khói độc. Là người lớn nhất thất bại. Lão phu tuy nhiên không có tư cách tu luyện bộ vũ kỹ này, nhưng lớn nhất biết vũ kỹ này sơ hở, một khi bị cận thân, không chết cũng muốn bới ra lớp da. U Lão Lục cùng Lâm Như Phong mắt thấy lập tức liền muốn được tay, cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Đường đường độc thủ Dược Vương bị bọn họ xử lý, sau trận chiến này ai còn dám nói bọn họ là vô danh chi bối. Thế mà Nghiêm Tùng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Ngay tại hai người cái kia mạnh mẽ nhất trường sắp tới người trước, lại là trong tay ấn quyết liên tục, hai tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng vân không, phốc phốc, liên tiếp hai tiếng trầm đục phát ra. Không lý do, hai đầu long đuôi đột nhiên từ lòng đất thoát ra, bỗng nhiên đem hai người thân thể một cuốn. U Lão Lục cùng Lâm Như Phong còn không có rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bọn họ nhất trường cách Nghiêm Tùng cũng chỉ có mảy may chi kém, lại là thân thể đột nhiên trì trệ, tiếp lấy tựa như cùng ném rác rưởi giống như, bị hung hăng vãi ra, đụng một tiếng, rơi xuống ngoài 200 thước địa phương. Cùng một thời gian, cái kia bảy màu phong bạo cũng đụng vào Nghiêm Chỉnh Lam trên thân. Oanh, Nghiêm Chỉnh Lam bị đánh bay ngoài 100 thước, nhịn không được phun ra một miệng máu tươi màu đen. Toàn thân cao thấp đã là nhiễm lên 7 loại nhan sắc. Hiển nhiên đã là bên trong cái kia thất thải vân la trường kịch độc. U Lão Lục cùng Lâm Như Phong bò người lên, chợt cảm thấy thân thể một trận suy yếu, cúi đầu nhìn qua, lại là sợ hãi cả kinh. Nguyên lai trên người bọn họ cũng đã nhuộm dần một đạo lục mang,
hiển nhiên độc tố nhập thể. Làm sao có thể? Ba người không hẹn mà cùng nhau hô to lên tiếng. Nghiêm Tùng nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên quỷ dị ánh sáng, lẩm bẩm nói: Nghiêm Chỉnh Lam, ngươi mồi này làm đến thế nhưng là không có chút nào giá trị a. Ngươi cho rằng lão phu không có Thất Thải Vân La Trường Xương độc bảo hộ, cũng chỉ có thể mặc người thịt cá sao? Hắc hắc hắc, thế nhưng là ngươi đừng quên, nơi này chính là cấp 5 đại trận, từ lão phu khống chế độc long trận. Chỉ muốn ở chỗ này, lão phu bốn phía khắp nơi đều là có thể từ lão phu muốn gì cứ lấy xương độc. Muốn ám toán lão phu, hừ, môn cũng không có. Vừa dứt lời, Nghiêm Tùng bỗng nhiên một kết ấn, giống, bảy đạo long ngâm huyết dài, nhưng nghe ầm ầm nổ vang thanh âm. Sẽ Nghiêm Trị Lỏng lòng bàn chân đột nhiên thoát ra bảy đầu cao 100 trượng có thừa thất sắc thải long, mà lại mỗi một con rồng trong miệng đều hiển lộ lấy tanh hôi độc nha. Nếu như bị bọn họ quấn lên, coi như không bị cắn xé tới chết, cũng sẽ trong nháy mắt độc tố nhập thể, bị kịch độc từ từ thôi chết. Mắt thấy ở đây, ba người không khỏi trong lòng hoảng hốt. Nghiêm Tùng bản thân liền đã thực lực kinh người, là hoàn toàn xứng đáng độc vương. Thế nhưng là ở chỗ này, có cái này cấp 5 đại trận phụ trợ, cái này độc thủ dược vương càng là như hổ thêm cánh. Thực lực lật đếm không chỉ gấp 10 lần, đừng nói là bọn họ, coi như thần chiếu cường giả vào trận, đoán chừng cũng rất khó cùng cái này độc vương đối kháng. Trong lúc nhất thời, ba người tâm triệt để chìm đến đáy cốc, trong mắt thậm chí dần hiện ra từng đạo vẻ tuyệt vọng. Mắt thấy ở đây, Nghiêm Tùng im lặng ngửa mặt lên trời cười cười, dường như hoa vũ thành cái kia không ai bì nổi phách lối ma đầu. Độc thủ dược vương lại trở về đồng dạng, cái gì đến mức hiện tại Nghiêm Tùng, trong lòng cuồng vọng so trước kia càng sâu, bởi vì lưng tựa cái này cấp 5 đại trận. Hắn tại nơi này chính là thần đồng dạng tồn tại, coi như cái kia thần chiếu cường giả đến, lại có thể thế nào? Ha ha ha, một phương diện khác, Tôn cha con cùng Thái gia phụ tử rốt cục đi vào Hắc Phong Sơn dưới chân. Bởi vì bọn hắn không thể đằng không phi hành, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi cứng rắn chạy, đi tới nơi này lúc đã thở hồng hộc. Bất quá, khi bọn hắn nhìn về phía cái kia bốn đạo cột sáng lúc, y nguyên hồng quang đầy mặt, trong mắt tản ra hy vọng chi sắc. Khụ khụ khụ, cùng chúc Lục trưởng lão kỳ khai đắc thắng. Tôn gia gia chủ thở sâu, vội ho một tiếng, liền ôm quyền, hướng về kia quang trụ khom người 90 độ bái xuống. Tôn Vũ Phi nhìn thấy, trên mặt bất giác có chút kỳ quái. Phụ thân, nơi này lại không người khác, ngài đây là làm cái gì? Ha ha ha, ngốc nha đầu, Lục trưởng lão bọn họ lần này càn quét Lạc gia, tất nhiên đại thắng, thế nhưng là những cao thủ kia hành động mau lẹ, là cha sợ dưới tình thế cấp bách, cùng chúc đại thắng lúc mất lễ phép, cho nên trước tạm luyện tập một chút, miễn cho đợi chút nữa có cái gì sai lầm. Tôn gia chủ cười nhạt một cái nói: Vũ Phi, ngươi cũng cùng là cha cùng một chỗ luyện tập, miễn cho ngươi xảy ra sự cố. Không khỏi bĩu môi, Tôn Vũ Phi trên mặt lộ ra căm ghét chi sắc. Cùng chúc Lệ lão, đại thắng mà về. Đột nhiên, Thái Vinh cũng là hướng về phía trước xa xa cúi đầu, đợi đứng người lên về sau, khinh thường liếc Tôn gia chủ liếc một chút, cười khẩy nói: Nếu là muốn tìm nơi nương tựa, tự nhiên là tìm nơi nương tựa tối cường giả. Lệ lão chính là đế vương môn cung phụng, chỉ muốn lấy được lão nhân gia ông ta niềm vui, liền cái gì cũng có. Hắc hắc hắc, Hiếu Đình, đến cùng cha luyện tập. Thái Vinh cười vỗ vỗ Thái Hiếu Đình bả vai. Thái Hiếu Đình lập tức cười híp mắt chiếu vào cha hắn bộ dáng bái hạ, để Tôn Vũ Phi lần nữa nhịn không được một trận xem thường. Tôn gia chủ kiến, không khỏi suy cười ra tiếng: Thái gia chủ, nếu không ta nói ngươi không kiến thức, bất quá cũng khó trách, ngươi không có cùng bảy thế gia chiều sâu tiếp xúc qua, tự nhiên không biết, cái này cung phụng tuy nhiên mạnh, nhưng là trong gia tộc là không để ý tới tục sự, chỉ có trưởng lão mới nắm giữ lấy quản lý gia tộc quyền lực, cho nên cái này vuốt mông ngựa, còn phải đập trưởng lão, bởi vì chỉ có bọn họ, mới có thể để cho ngươi trở thành bảy thế gia phụ thuộc gia tộc. Tôn gia chủ liếc xéo Thái Vinh liếc một chút, mặt hiện lên tốt sắc. Thái Vinh nhướng mày, sờ sờ ria mép, rơi vào trong trầm tư. Lúc này, một đạo khoan thai thanh âm đột nhiên truyền đến: Vuốt mông ngựa loại sự tình này, đập đến tốt, đương nhiên tốt, đập không tốt, cũng có khả năng rước họa vào thân cái nào. Tỷ như ngươi đập trưởng lão, không có đập cung phụng, chẳng phải là đắc tội cung phụng? Nếu là đập cung phụng, không có đập trưởng lão, lại hội vắng vẻ trưởng lão. Ai, thật sự là lưỡng nan a, không bằng hai cái cùng một chỗ đập, coi như vô công,
nhưng cũng không qua a, có đạo lý. Thái Vinh cùng Tôn gia chủ sững sờ, liếc nhìn nhau, cùng nhau gật đầu, nhưng là rất nhanh, bọn họ liền kịp phản ứng. Cái này người lên tiếng là ai? Sau đó quay đầu nhìn qua, thế nhưng là không nhìn còn khá. Xem xét lại là để bọn hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Kêu lên sợ hãi, Trác, Trác, Trác Phàm, người tại sao lại ở chỗ này? Chương 194, Đại Thắng Đoàn Tụ, khoan thai tự đắc chuyển qua đầu. Chẳng biết lúc nào, Trác Phàm đã là song song cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Như vậy tự nhiên, dường như cùng bọn hắn cùng đi giống như, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Ha ha ha, chớ khẩn trương, ta giống như các ngươi, cũng là tới làm cái quần chúng. Trác Phàm hơi hơi khoát khoát tay, mặt bên trên tán phát ra hồn nhiên nụ cười. Chỉ là cái nụ cười này, theo người khác, lại là như thế băng lãnh. Bọn họ ai cũng biết, bao quát đế vương môn ở bên trong tứ đại thế gia đến đây, cũng là chuyên môn vì Trác Phàm mà đến. Thế nhưng là giờ này khắc này, cái kia bốn nhà trưởng lão cung phụng ở bên trong phá giải hắn lưu lại đại trận. Hắn đổ tốt, một người đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt. Tôn Thái hai nhà bốn người liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Trác Phàm lúc, luôn có loại Trác Phàm đem bảy thế gia đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác. Thâm bất khả trắc, ừng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, Thái Vinh một mặt thấp thỏm thử dò xét nói. Trác, Trác Phàm, lão phu nể tình chúng ta đã từng đều vì Lạc gia hiệu lực phân thượng. Khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là mau trốn đi, bằng không chờ những cái kia cung phụng trưởng lão phá trận mà ra lúc, ngươi coi như muốn chạy trốn cũng trốn không. Há, nghĩ không ra thái trưởng lão mưu phản Lạc gia về sau, còn quan tâm ta như vậy cái này quản gia a, ha ha ha. Thật là khiến người cảm động. Trác Phàm lông mày nhíu lại, chế nhạo nói, Thái Vinh mặt mo đỏ ửng, biết hắn tại châm chọc chính mình, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ là trầm ngâm một trận, tận tình khuyên bảo nói, ai, Trác Phàm, Lạc gia sẽ có hôm nay tai ương, đều là ngươi một tay tạo thành, ngươi còn trở về làm gì? Lão phu niệm tình ngươi tài hoa, khuyên ngươi sớm đi rời đi thì tốt hơn, miễn cho trắng trắng lầm tính mạng mình. Thái Vinh nói đến thành khẩn, nhưng ý tứ vẫn là muốn để Trác Phàm mau mau rời đi. Đối mặt Trác Phàm cái này để bảy thế gia cũng nhức đầu ma vương, hắn cái này đã từng tam lưu gia tộc gia chủ, thế nhưng là tâm lý không chắc, bằng không lời nói sớm liền đi tới đem hắn cầm xuống lập công. Điểm này Tôn gia chủ trong lòng cũng rõ ràng, bất quá hết lần này tới lần khác có người tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhìn không thấu bên trong đạo lý. Thái Hiếu Đình ưỡn ngực một cái, đứng ra quát to, cha, ta nhìn hắn bất quá đoán cốt ngũ trọng mà thôi, ngài cùng Tôn bá bá liên thủ, nhất định đem hắn cầm xuống, còn khách khí làm gì, cầm đầu hắn, đi hướng bảy thế gia tranh công, chúng ta chẳng phải cá chép vượt long môn à, ha ha ha. Im miệng, ngu ngốc, ngươi biết cái đếch gì? Thái Vinh bỗng nhiên chừng một cái hắn, mắng to lên tiếng, Tôn gia chủ cũng là khinh thường bĩu môi, Trác Phàm có thể làm cho bảy thế gia coi trọng như vậy. Tuy nhiên hắn không hiểu là vì cái gì, nhưng giống bọn họ dạng này lão hồ ly, biết bên trong tất có kỳ quặc, cho nên tại làm rõ ràng trước đó, bọn họ nhưng là không dám tùy ý xuất thủ, miễn cho đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Trác Phàm thì là lông mày nhíu lại, hí ngược lên tiếng, ồ, bắt ta đầu hiến bảy thế gia, cũng là ý kiến hay. Không không không, chúng ta tuyệt không ý này, vội vã khoát khoát tay, Thái Vinh chặn lại nói. Hiếu Đình đứa nhỏ này còn không hiểu chuyện, lão phu cam đoan với ngươi, nể tình trước kia phân tình, tuyệt không đối địch với ngươi, ngươi vẫn là nhanh thoát đi chỗ thị phi này đi, nếu như chờ cái kia cung phụng trưởng lão đi ra, ngươi thật là đi không? Ha ha ha, bọn họ đi ra, không khỏi cười lớn một tiếng, Trác Phàm một mặt cuồng ngạo nói, lão tử trận pháp lão tử tự nhiên rõ ràng, nếu là bên trong có thể chạy ra một người, lão tử đem đầu, đụng, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, một bóng người bỗng nhiên theo cái kia độc long trận bên trong xông tới. Toàn thân đều là bị các loại nhan sắc nhuộm dần, bờ môi đỏ bừng, máu tươi màu đen càng không ngừng theo hắn trong thất khiếu chảy xuống. Tuy nhiên đã khuôn mặt biến dạng, nhưng Thái Vinh vẫn như cũ nhận ra người này, không khỏi đại kêu ra tiếng. Dược Vương Điện, Nghiêm trưởng lão, gương mặt nhịn không được hung hăng quất một chút, Trác Phàm trong lòng thầm giận, hắn vừa mới còn tại nói ngoa trang bức. Hiện tại trận kia bên trong liền chạy ra một người tới. Đây không phải đánh hắn mặt à, sau đó đè nén một cơn tức giận. Trong nháy mắt đạp chân xuống,
liền ngăn tại cái kia Nghiêm Trình Lam trước mặt, mà cái kia Nghiêm trưởng lão một mặt vẻ hoảng sợ, đang muốn bỏ trốn mất dạng, đột nhiên nhìn đến xuất hiện trước mặt một người, không khỏi kinh hãi, đợi sau khi thấy rõ, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Trác Phàm, ngươi là làm sao đi ra? Khóe miệng nhịn không được run run, Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng, nhưng là người nào đều có thể thấy được, trong mắt của hắn đè nén một cỗ ám hỏa, lúng túng một miệng môi dưới. Nghiêm Trình Lam toàn thân phát run, ta thừa dịp Nghiêm Tùng không chú ý, xông ra tới. Ai, ngươi muốn chết ở bên trong tốt bao nhiêu, còn có thể lưu lại toàn thây. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo tàn khốc. Tiếp lấy chợt nghe sấm sét nổ vang, sau lưng Lôi Vân Dực đột nhiên triển khai, hóa thành hai thanh lưỡi hái, tại Nghiêm Trình Lam trước mặt trong nháy mắt xẹt qua ba đảo. Sau một khắc, Nghiêm Trình Lam trừng lớn lấy hai mắt biểu lộ y nguyên treo ở trên mặt, nhưng là toàn bộ thân thể lại là đã soạt một tiếng, hóa thành sáu khối xác rơi xuống mặt đất, máu tươi cùng nội tạng rơi là tả trên đất. Tê, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thái Vinh bọn họ mắt thấy cảnh này, không khỏi tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại bọn hắn mới biết được, vì sao bảy thế gia đối Trác Phàm coi trọng như vậy. Đối mặt Dược Vương Điện trưởng lão, thiên huyền cao thủ, Trác Phàm thế mà đem hắn trong nháy mắt toái thi. Mặc dù nói trưởng lão kia đã trọng thương tại thân, nhưng đó cũng là thiên huyền cao thủ a, đây là một cái bình thường đoán cốt cảnh có thể làm ra tới sự tình sao. Thái Hiếu Đình bất giác dưới đùi mềm nhũn, ngã nhào trên đất, nhớ tới vừa mới hắn buông thả chi từ, hắn đều hận không thể hung ác rút chính mình hai miệng rộng, để cho mình cha đi đối phó loại quái vật này, đây không phải cho lão tử mua quan tài, chuyên môn cho hắn đưa ma. A Thái Vinh cùng Tôn gia chủ lẫn nhau nhìn xem, sớm đã là một thân mồ hôi lạnh, may mắn bọn họ cái này hai lão hồ ly đầy đủ cẩn thận, không có lỗ mãng làm việc, nếu là thật coi Trác Phàm là thành cái đoán cốt ngũ trọng cảnh đi động thủ. Hiện tại cái kia Nghiêm trưởng lão hạ tràng, cũng là bọn họ tấm gương. Hưu, lần nữa trở lại trước người bọn họ, Trác Phàm trên mặt bất giác lộ ra có chút xấu hổ. Vừa mới ta nói chuyện, coi ta không nói, các ngươi, còn nhớ rõ sao? Ách, không nhớ rõ, Trác quản gia chỗ nào nói lời gì a? Ha ha ha. Đúng a, lão phu gần nhất ngẫy ngãng, cái gì đều nghe không được. Thái Vinh một đoàn người đầu như trống lúc lắc giống như vội vàng lắc đầu, tương đương thức thời, Trác Phàm thỏa mãn gật đầu mỉm cười. Lúc này, hưu một tiếng, lại một bóng người theo Độc Long trận bên trong xông ra. Lại chính là độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng không thể nghi ngờ. Hắn nhìn chung quanh một chút, đợi nhìn đến đã bị toái thi Nghiêm Trình Lam, cùng chính là một mặt lạnh lùng nhìn về phía hắn Trác Phàm lúc, liền đã minh bạch hết thảy, không khỏi ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nghiêm Tùng vội vàng đi vào Trác Phàm trước mặt, khờ cười ra tiếng, ha ha ha, đa tạ Trác quản gia giúp ta thu thập cái này cá lọt lưới, bằng không lão phu còn muốn phí chút thủ đoạn. Nghiêm lão, lấy ngươi bản sự cũng có thể khiến người ta theo trong trận chạy ra đến. Trác Phàm lông mày nhíu lại, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Nghiêm Tùng đầu không cảm thấy co lại, khiếp nhược nói, Trác quản gia, lão phu vừa mới là có chút phớt lờ, lại thêm lão tiểu tử kia vốn là cũng là luyện đan sư, cho nên Nghiêm lão, người có biết hay không vừa mới ta chính cùng đám người này đánh cược, nói người nào cũng không thể theo cái này trong trận đi ra, bằng không liền đem đầu. Ha ha ha, người cảm thấy ta cái kia cầm người nào đầu? Không chút nào nghe hắn giải thích, Trác Phàm chỉ là mắt lạnh nhìn hắn, thình lình đánh cái run rẩy. Nghiêm Tùng cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, Trác quản gia đang cùng người khoác lác đánh cái rắm, hắn cứ như vậy mang ra hắn đài, việc quan hệ thể diện sự tình, khó trách hắn hội tức giận như thế. Trầm ngâm một trận, Nghiêm Tùng nhìn về phía những người kia, lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Trác quản gia, việc này dễ làm, không phải liền là đầu a, đây không phải có bốn cái mới mẻ đầu lâu sao? Nói tốt, bọn họ chết, ta khoác lác sự tình cũng sẽ không bị người ta biết. Mặt mũi cũng bảo trụ. Không sai, không sai, Nghiêm Tùng tươi cười rạng rỡ, liên tục gật đầu. Thái Vinh bốn người thì là dọa đến sợ đến vỡ mật, vội vàng quỳ xuống dập đầu, xin tha mạng, đồng thời trong lòng oán thầm. Cái này mẹ hắn đều là ai a, hoàn toàn không giảng đạo lý a, thế nhưng là bọn họ không biết. Những thứ này hung danh bên ngoài ma đầu theo ngươi giảng đạo lý, bọn họ liền sẽ không có những cái kia làm cho người kinh khủng hung danh. Không khỏi bật cười lắc lắc đầu,
Trác Phàm khoát tay một cái nói, tính toán, không hù dọa bọn họ, đều là chút tiểu nhân vật. Nghiêm lão, hai người kia đâu, đều đã chết. Nghiêm Tùng nghiêm mặt nói, gật gật đầu, Trác Phàm chỉ bốn người này nói, tốt, vậy ngươi đem bọn họ trước giam lại lại nói, mấy người này mệnh, ta muốn lưu cho tiểu tử thúi kia đến xử lý, cũng nên dạy một chút hắn, Như Hà đương gia chủ. Vâng, độc thủ Dược Vương gật đầu một cái, liền chỉ một ngón tay, đem tất cả mọi người giam cầm, tiếp lấy vung lên ống tay áo, liền mang theo bốn người lần nữa tiến vào độc long trận bên trong. Ông, lúc này lại là một cơn chấn động vang lên, phương Nam Hắc Viêm từng trận cửa mở ra, Lạc Vân Thường bọn người từ bên trong đi tới, Lệ Kinh Thiên thì là khoan thai theo sau lưng, gặp tất cả mọi người không có việc gì, Trác Phàm thở dài ra một hơi, đến tận đây, trận đại chiến này cuối cùng kết thúc. Trác đại ca, nhìn thấy Trác Phàm, Lạc Vân Hải không khỏi kinh hô một tiếng, ba chân bốn cẳng đi vào trước mặt hắn, bỗng nhiên bổ nhào vào trong ngực hắn, kích động nước mắt, đã là trong nháy mắt ướt nhẹp áo quần hắn. Trác Phàm gật đầu mỉm cười, đáy lòng chảy qua một dòng nước ấm, ngẩng đầu thấy lại hướng về phía trước, Lôi Vân Thiên cùng Bàng thống lĩnh cũng là một mặt kích động nhìn về phía hắn, hướng hai người khẽ gật đầu ra hiệu. Trác Phàm liền đem ánh mắt nhìn về phía Bàng thống lĩnh, cười to lên, ha ha ha, lão Bàng, ngươi còn chưa có chết a, ta lòng rất an ủi. Bàng thống lĩnh biết hắn nói tới ý tứ, đồng dạng cười to lên, ha ha ha, Trác quản gia, lão Bàng ta cho dù chết cũng là vì Lạc gia chiến tử, tuyệt không có khả năng sẽ tu luyện chết đi, như thế không có tiền đồ. Trác Phàm cùng Bàng thống lĩnh lại liếc nhau, đồng thời lần nữa cười to lên. Đón lấy, Trác Phàm hàng đầu lại chuyển hướng một bên Lôi Vũ Đình, cười nói, Lôi cô nương, ta trước khi đi để ngươi huấn luyện người thế nào? Trong mắt không khỏi ngưng tụ, Lôi Vũ Đình ba một tiếng, vung tay liền cho Trác Phàm một cái vang dội cái tát. Trác Phàm không khỏi khẽ giật mình, tâm lý choáng váng, đây là có chuyện gì, hắn nói sai lời gì sao? Thế nhưng là lại nhìn về phía Lôi Vũ Đình lúc, lại chỉ thấy nàng hai mắt đã tràn đầy nước mắt. Đáng chết hỗn đản, vừa thấy mặt thì sách trong nhà sự tình, ngươi liền sẽ không trước nói hai câu quan tâm lão nương lời nói à? Lôi Vũ Đình cơ hồ là kéo lấy giọng nghẹn ngào hô to lên tiếng. Trác Phàm nháy mắt mấy cái, trong lòng suy nghĩ, giống như thật là như thế cái lý nhi, sau đó chỉnh một chút khuôn mặt, cười nói, ha ha ha, Lôi cô nương, gần nhất được chứ? Ba, không lý do, lại là một cái vang dội bàn tay tát tại trên mặt hắn. Trác Phàm không khỏi sững sờ, hoàn toàn che kín, đây là có chuyện gì? Lão tử đều đã ân cần thăm hỏi ngươi a, chẳng lẽ còn lại muốn ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi a? Ai ngờ Lôi Vũ Đình hận hận nguyết hắn một cái, hiện tại mới nhớ tới quan tâm lão nương. Muộn, thân thể không khỏi một cái lảo đảo, Trác Phàm kém chút một miệng lão huyết không có phun ra ngoài. Cái này nữ nhân tâm kim dưới đáy biển, hắn thật sự là nhìn không thấu a. Bọn người người gặp này lại tất cả đều cúi đầu trộm cười rộ lên, Lệ Kinh Thiên càng là nhịn không được cười lên, nghĩ không ra hướng này rào quyệt Trác quản gia cũng có xương sườn mềm a, bất đắc dĩ lắc đầu. Trác Phàm thở dài một hơi, không để ý tới nàng nữa, nếu không lão tử không nói lời nào. Được thôi, đúng lúc này đám người dần dần tản ra, Trác Phàm nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy Lạc Vân Thường nện bước phí thời gian tốc độ, trắng xám nghiêm mặt gò má đi vào trước mặt hắn. Trác Phàm nhướng mày lẩm bẩm nói, đại tiểu thư, ngươi thụ thương? Không có trả lời hắn lời nói, Lạc Vân Thường chỉ là chăm chú nhìn hắn hai mắt, phảng phất muốn nhìn vào hắn nội tâm một dạng, rét lạnh hai tay chậm rãi xoa hắn hai gò má, trong mắt đã kích động lại vui mừng, thì thào lên tiếng, Trác Phàm, hoan nghênh về nhà. Tiếng nói vừa dứt, Lạc Vân Thường liền hai mắt tối đen đổ vào bộ ngực hắn trước. Đại tiểu thư, mọi người quính lên, đuổi bước lên phía trước xem. Trác Phàm thì là kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, ngây người. Lạc gia, hắn một mực làm thành là sau khi hắn sống lại gia tộc, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới đây là hắn nhà. Chỉ là tại Lạc Vân Thường xuất khẩu một sát na kia, lòng hắn phòng lại là nhịn không được động một cái, có cỗ ấm áp đồ vật chảy ra. Chương 195, khắc nghiệt đại quản gia. Sáng sớm, một luồng ôn hòa ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vùng vãi tại phấn hồng sắc vải mỏng man trong khuê phòng. Lạc Vân Thường mí mắt hơi hơi run run, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Chỉ là cái kia chói mắt ánh sáng mặt trời
lại là lại không khỏi làm nàng hai mắt mị mị. Lạc tiểu thư, ngài tỉnh, một tiếng kêu sợ hãi phát ra. Lạc Vân Thường bất giác quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Lôi Vũ Đình thiếp thân nha hoàn Tiểu Thúy. Chính là một mặt ngạc nhiên nhìn lấy nàng, trong tay còn bưng một chén nóng hôi hổi nước dùng. Lạc Vân Thường suy yếu chi đứng người dậy, muốn đứng dậy, Tiểu Thúy vội vàng đem chén kia nước dùng thả ở bên cạnh trên mặt bàn, đi vào bên người nàng, đem nàng đỡ dậy. Lạc Vân Thường cảm kích hướng nàng gật gật đầu, cười nói, Tiểu Thúy, Lôi tỷ tỷ đâu? Há, tiểu thư đang cùng Trác quản gia bọn họ cùng một chỗ khai hội, cho nên nàng để cho ta tới chiếu cố ngài. Ngài nhìn, tiểu thư của chúng ta còn cố ý dặn dò nô tỳ cho ngài hầm canh sâm. Trác Phàm giống như hoàn toàn không có nghe được nàng đang nói cái gì. Lạc Vân Thường thân thể run run, dường như đang nhớ lại cái gì, khóe miệng cũng chậm chậm lộ ra mừng rỡ nụ cười. Đúng vậy à, hắn trở về, ta muốn đi tìm hắn. Ai, chờ một chút, Lạc tiểu thư, ngài thân thể như thế suy yếu, vẫn là trước tiên đem cái này sâm canh uống đi. Trác quản gia hắn chạy không? Ta quản chẳng phải nhiều, ta muốn gặp hắn. Lạc Vân Thường mặt bên trên tán phát lấy vẻ kích động, dường như suy yếu thân thể thoáng cái khôi phục đồng dạng, lập tức xuống giường đi ra ngoài. Tiểu Thúy bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải theo phía trước đi nâng, sợ nàng lại có cái sơ suất. Không có bao nhiêu công phu, hai người liền tới đến Hắc Phong Sơn đại thính nghị sự trước. Từ bên trong lúc này truyền đến Trác Phàm cái kia thanh âm quen thuộc, Lôi trưởng lão, ngài tu luyện được thế nào? Trác Phàm một bên liếc nhìn từng cái sách nhỏ, phảng phất tại kiểm toán, một bên rằng giặc hỏi. Lôi Vân Thiên trần chờ một hồi, ngượng ngùng nói, lão phu ngu dốt, 2 năm qua đều chưa từng đột phá nhất trọng tu vi. Bất quá gần nhất ta đã có muốn đột phá cảm giác. Xác thực đầy đủ ngu dốt. Không chờ hắn nói hết lời, Trác Phàm đã là lạnh lùng lên tiếng, nhưng một đôi lãnh mâu lại không chút nào nhìn hắn, chỉ là chằm chằm trong tay sổ tại lật xem. Bất quá cái này cũng không trách ngươi, lấy ngài tư chất xác thực rất khó có đột phá. Lôi Vân Thiên bất giác trì trệ, lúng túng cười khổ một tiếng. Cái này Trác quản gia thật đúng là nói thẳng thẳng ngữ, không có chút nào lưu thể diện a. Lôi Vũ Đình gặp nghĩa phụ chịu nhục, có chút tức không nhịn nổi, bất giác giận vỗ bàn mắng, Trác Phàm, người cái này có ý tứ gì? Người vừa đi hơn 2 năm, Lạc gia đều là chúng ta tại chống đỡ, người vừa về đến thì bắt bẻ, còn có ngươi, thế mà không đợi nàng thoại âm rơi xuống, Trác Phàm đã là hất lên cái kia sổ ném tới trước mặt nàng, lạnh lùng nói, hôm qua ngươi nói ta vừa về đến, ngay cả chào hỏi đều không đánh, liền trực tiếp hỏi đến trong nhà sự tình, không nể tình. Tốt, hôm qua ta thì cái gì cũng không nói, xem như cùng mọi người ôn chút chuyện, như vậy hôm nay ta có thể thực hiện đại quản gia quyền lực đi. Nhẹ nhàng liếc nàng một cái, Trác Phàm chỉ cái kia quyển sổ nói, 2 năm trước ta để ngươi tổ chức ám ảnh đội, một phương diện làm vì gia tộc tiềm ẩn lực lượng, một phương diện khác làm vì gia tộc ánh mắt lỗ tai, tìm hiểu thiên vũ tin tức. Thế nhưng là ngươi xem một chút, vì sao chúng ta Lạc gia điểm liên lạc đều là một số tiểu thành trạm nhỏ, đừng nói là đế đô, liền 7 thế gia chủ yếu thành trì đều không âm thầm vào đi. Hừ, ngươi cho rằng trà trộn vào chỗ đó rất dễ dàng sao? Không khỏi lạnh hừ một tiếng, Lôi Vũ Đình cả giận nói, lão nương đã phái không dưới 10 đợt người đi U Minh Cốc chủ yếu thành trì, lại tất cả đều bị bắt tới, may mắn bọn họ là tử sĩ, một bị phát hiện thì khẳng khái chịu chết, không phải vậy U Minh Cốc người 1 năm trước thì tới chỗ này. Há, vậy sao ngươi không nhìn ta? Ta là làm sao trà trộn vào Hoa Vũ Thành? Trác Phàm lông mày nhíu lại, cười khẽ một tiếng, Lôi Vũ Đình khẽ cắn môi, phát ra trận trận cười lạnh. Ngươi không đề cập tới việc này, lão nương đều kém chút quên. Trác quản gia vì gia tộc bôn ba sau khi, vẫn không quên 4 phía lưu tình, thật sự là phong lưu tiêu sái rất cái nào. Nếu như ta thủ hạ những người kia có thể có Trác quản gia một nửa bản sự, đừng nói là 7 thế gia, đế đô hiện tại cũng lăn lộn đi vào đi. Ừm, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đó cũng là vì gia tộc xuất lực. Trác Phàm sờ mũi một cái, từ chối cho ý kiến. Bàng thống lĩnh nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng đi ra hòa giải, sợ bọn họ lại tiếp tục nhao nhao đi xuống. Ha ha ha, Lôi cô nương chỉ sợ là hiểu lầm, Trác huynh đệ làm việc luôn luôn thâm bất khả trắc, có lẽ ngoại giới loại kia loại nghe đồn là Trác huynh đệ có thâm ý khác đâu. Ngươi nhìn, Trác huynh đệ chẳng phải như lúc trước chỗ nói,
cho chúng ta tìm trở về hai vị cao thủ sao? Còn có ngươi, lão bàng, thế nhưng là, còn không đợi Lôi Vũ Đình lên tiếng, Trác Phàm đã là quay đầu nhìn về phía hắn, thình lình một cái thông minh, bàng thống lĩnh ừng ực một tiếng nuốt ngụm nước bọt, duỗi lên tay áo chà chà mồ hôi lạnh trên trán, rốt cục vẫn là đến phiên hắn, chỉ sợ bọn họ người nào cũng sẽ không nghĩ tới, lúc trước gây dựng lại Lạc Gia lúc, đợi mọi người nho nhã lễ độ Trác Phàm, lúc này chính thức thực hiện đại quản gia chức trách lúc, lại là như thế khắc nghiệt. Mà bàng thống lĩnh bởi vì tu luyện ma sát quyết, một thân sát khí, theo người khác cũng là càng ngày càng hung sát. Nhưng lúc này đối mặt Trác Phàm, lại là như cùng một cái gặp miêu lão chuột giống như run lẩy bẩy, coi như lúc trước hai người bọn hắn tốt cùng thân huynh đệ đồng dạng. Bàng thống lĩnh đối mặt Trác Phàm hùng hổ dọa người, vẫn là ngăn không được run sợ. Ai biết tiểu tử này lại muốn từ trên người hắn lấy ra cái gì mau bệnh. Ách, huynh đệ, ta, làm xong, thế mà Trác Phàm cũng không có đâm hắn, ngược lại là lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Điều này không khỏi làm hắn vui mừng quá đỗi, nhưng là người khác lại có chút mộng. Cái này bàng thống lĩnh đến tột cùng làm gì? Thì làm xong, chúng ta không so hắn làm thiếu a. Trác Phàm nhếch miệng lên, tiếp tục nói bổ sung, thực lúc trước cho ngươi ma sát quyết lúc, không nghĩ tới ngươi có thể còn sống luyện thành. Hôm nay có thể nhìn thấy ngươi còn sống, liền đã vượt qua ta mong muốn. Mồ hôi, đã như vậy, ngươi khi đó làm gì cho ta cái kia công pháp? Bàng thống lĩnh gương mặt không khỏi hung hăng rút rút, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, không biết nên vui hay là nên hận. Nguyên lai ngươi khi đó, căn bản là không có nghĩ đến ta có thể còn sống a, tựa hồ là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng. Trác Phàm vỗ vỗ bả vai hắn, cười lớn một tiếng, ha ha ha, bất quá ngươi yên tâm, từ đó về sau, ngươi đã thoát thai hoán cốt. Ngày sau tất vì Lạc Gia không có thể thay thế cột trụ một trong. Bàng thống lĩnh trong mắt ngưng tụ, hung hăng gật gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc, có thể chung thân thủ hộ Lạc Gia. Đây chính là hắn vĩnh viễn không thay đổi mục tiêu, đem một đám thủ hạ từng cái phê bình một phen. Trác Phàm liếc mắt nhìn về phía bên cạnh cái kia nho nhỏ bóng người, chính không có việc gì Lạc Vân Hải, đột nhiên nhìn đến cái ánh mắt này, không khỏi thân thể lắc một cái. Trong lòng bỗng nhiên phát lên một cỗ cảm giác nguy hiểm, phảng phất là bị rắn độc để mắt tới một dạng. Hắc hắc hắc, Trác đại ca, ta vẫn chỉ là đứa bé, cầu buông tha. Lạc Vân Hải nhìn về phía Trác Phàm, lộ ra điềm đạm đáng yêu ánh mắt, như cùng một con đáng yêu con mèo nhỏ tại tranh thủ đồng tình. Đáng tiếc, Trác Phàm cái này ma quỷ, lớn nhất không để mình bị đẩy vòng vòng. Khóe miệng một phát, Trác Phàm cười lạnh, giống như cửu u ác quỷ đồng dạng, nhìn chằm chằm cái này tiểu thiếu gia nói, xú tiểu tử, tu vi như thế nào a, người đây không phải biết rõ còn cố hỏi a, lấy ngươi nhãn lực không nhìn ra được sao? Lạc Vân Hải đầu đầy mồ hôi lạnh, rực rỡ tiếng cười nói, ách, Trác đại ca, ta đã trúc cơ tầng 9, lập tức liền muốn đột phá tụ khí cảnh. Nói, hắn trả hướng bàng thống lĩnh mãnh liệt nháy mắt ra dấu. Lão bàng lập tức hiểu ngầm, chặn lại nói, Trác quản gia, cái này Vân Hải thiếu gia chỉ là tu luyện hơn 2 năm thì đã đạt tới trúc cơ tầng 9. Quả thật thiên tài chi tư a, đúng vậy a, thật không tệ. Như vậy mỗi ngày tu luyện bao lâu thời gian a? Trác Phàm gật gật đầu, nụ cười trên mặt vẫn như cũ không thay đổi. Lạc Vân Hải con ngươi loạn động, lập tức duỗi ra ba cái đầu ngón tay đến, quát to, 3 canh giờ. Bàng thống lĩnh sững sờ một trận, cũng lập tức gật đầu, không sai, Vân Hải thiếu gia về mặt tu luyện 10% chỉ. Tốt, vậy sau này thì lại thêm 7 canh giờ, tiếp cận cái trình, một ngày tu luyện 50 canh giờ đi. Trác Phàm nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, nhưng là nói ra lời nói lại làm cho tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Một trời 12 canh giờ, liền để hắn tu luyện 50 canh giờ, đứa nhỏ này còn không bị tươi sống mệt chết. Lạc Vân Hải trợn mắt há hốc mồm mà há hốc miệng ba. Quả thực không thể tin được đây là thật, trong mắt lệ quang chớp động, gào rú lên tiếng. Đừng a, Trác đại ca, dạng này ta sẽ chết. Làm sao có thể, ta mỗi ngày đan dược cho ngươi đút, không chết, mà lại thời gian dài. Ngươi thì quen thuộc. Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong lòng đúng là có một loại thoải mái cảm giác. Nhớ ngày đó hắn vừa tu luyện lúc, sư phụ hắn cũng là đối với hắn như vậy. Bờ môi nhịn không được run rẩy. Lạc Vân Hải nhìn lấy Trác Phàm, cơ hồ đều mang lên giọng nghẹn ngào. Nhưng là cứ như vậy, ta một ngày cũng chỉ có 2 canh giờ thời gian nghỉ ngơi, còn làm sao có thời giờ đi chơi đây? Ai nói ngươi có 2 canh giờ thời gian nghỉ ngơi?
Lông mày nhíu lại, Trác Phàm cười khẽ một tiếng. Ngươi chỉ có nửa canh giờ mà thôi. Mặt khác một cái nửa canh giờ, ngươi còn muốn dùng đến sách. Nếu không về sau, ngươi biến đến vạm vỡ. Đầu óc đơn giản, làm sao làm gia chủ? Lạc Vân Hải hai mắt khẽ đảo trắng, vô lực co quắp trên ghế, còn kém miệng sùi bọt mép. Bọn người người thì là trong lòng một trận thổn thức. Nguyên lai cái này Trác Phàm không những đối với bọn họ khắc nghiệt, đối như thế đứa bé cũng xuống đến trừ độc tay a, khó trách ngoại giới gọi hắn ma vương. Độc thủ Dược Vương cùng Lệ Kinh Thiên một mực ngồi ở chỗ này lại cũng không lên tiếng, nhưng là nghe đến Trác Phàm quyết định vẫn là không nhịn được liếc nhau, trong lòng phát lạnh. Đồng thời hai người hơi có chút đồng tình nhìn về phía Lạc Vân Hải cái kia tên tiểu quỷ. Thật không biết tiểu quỷ này là hạnh vẫn là bất hạnh, đụng phải Trác Phàm như thế cái lãnh khốc quản gia ở phía sau nhìn chằm chằm. Tiểu quỷ này mặc dù là Lạc gia người thừa kế, tuy nhiên lại không hề giống hắn người thừa kế như thế như chúng tinh phùng nguyệt phong cảnh, ngược lại rơi cái thê thảm tuổi thơ. Bất quá đồng dạng có Trác Phàm như thế cái lãnh khốc quản gia thúc giục hắn, lại thêm tiểu quỷ này thiên phú không yếu, ngày sau thành tựu cũng tất nhiên bất khả hạn lượng, vậy đại khái cũng là hắn duy nhất may mắn chỗ đi. Về sau Trác Phàm lại cùng mọi người bàn giao vài câu, liền để bọn hắn rời đi trước, chỉ để lại Độc Thủ Dược Vương cùng Lệ Kinh Thiên hai người. Còn Lạc Vân Hải thì sớm đã hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn trần nhà, cảm thấy toàn bộ thế giới đều vứt bỏ hắn. Tuổi còn nhỏ, thế mà thì lộ ra tuyệt vọng như vậy thần sắc. Không tiếp tục đi để ý tới hắn, Trác Phàm khoan thai nâng chung trà lên bát, gõ nhẹ một chút, thản nhiên nói, đại tiểu thư, đã đến, vì sao không tiến vào? Hết chương 195 rồi ạ, hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.